Sáng 12 tháng 7, đoàn công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện An Phú kết hợp chi cục thủy sản An Giang ra quân kiểm tra việc khai thác đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm. Theo đó, đoàn đã chia thành 6 tổ công tác với hơn 30 thành viên đã trực tiếp tuần tra, kiểm soát trên các khúc sông thuộc địa bàn xã Đa Phước, Phước Hưng, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội Đông, Nhân Hội, Phú Hội và thị trấn An Phú. Qua kiểm tra, các tổ công tác phát hiện hai trường hợp chài cá có gắn kích điện tại khúc sông thuộc địa phận xã Vĩnh Hội Đông. Tổ đã tịch thu hai bình ắc quy, hai máy kích điện và nhắc nhở người dân không khai thác đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm, nhất là các dụng cụ có gắn kích điện. Bên cạnh, các tổ công tác còn tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản cho ba trường hợp cào hến và cào cá bằng lưới thái, đảm bảo kích thước mắt lưới đồng thời vận động 10 trường hợp tháo gỡ dớn, lú, mất lưới nhỏ, không đúng quy định. Được biết, 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn Công tác Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Quyện An Phú đã tuần tra được 80 lượt phát hiện một trường hợp đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm, thu một máy kích điện, nhắc nhở 13 trường hợp khai thác thủy sản đúng kích thước mắt lưới và cho hai trường hợp làm cam kết không đặt trà trong bún bình thiên. Đánh bắt thủy sản bằng kích điện đã được pháp luật nghiêm cấm từ lâu, vì vậy, ngành chức năng vận động người dân không nên khai thác đánh bắt thủy sản bằng điện, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và bảo tồn nguồn lợi thủy sản.